Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu của các bạn cái cách mài chi tiết khay đá mài. Cái này khay này mình đổ bằng bê tông và mình tráng một lớp đá với lại xi măng bột các bạn để tạo thành cái khay đá mài. Và cái cách làm này người ta hay dùng để mài, ta làm bằng cái đá để ở công viên hoặc là để ở mấy cái đền chùa nhà thờ các bạn. Người ta hay dùng cái cách này để người ta làm ghế đá mài. Thì ở đây mình giới thiệu các bạn, đây là cái này là cái lưỡi các bạn, lưỡi phá. Tại vì cái xi măng này các bạn có thể thấy xi măng này là xi măng đen, nó rất là cứng các bạn. Các bạn dùng cái nhám là nó không ăn, và mình phải dùng cái lưỡi này các bạn để mình phá cái thô, phần thô đi, xong rồi mình sẽ dùng giấy nhám để mình chà lại cho nó mịn và nó bóng. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái lưỡi này để mình mài phần thô các bạn. Đây là cái khuôn khay này là 50-80 đó, mình đổ ra rồi. Và mình hôm nay mình mới có thời gian mình mài để mình làm cái tiểu cảnh nhé các bạn. Em sẽ tiến hành mình đi mài. Các bạn có nhu cầu mà sử dụng khay đá mài hoặc khuôn đá mài thì mình có thể chia sẻ cho các bạn đó. Mình chia sẻ cho các bạn ở trên cái kênh của mình các bạn. Mình chia sẻ cái cách làm cái khuôn này rồi, và chia sẻ cách mài cơ bản. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách mài chi tiết cho các bạn xem. Đây các bạn, sau khi mình gắn vào máy các bạn, mình gắn vào máy mài thì giờ mình sẽ tiến hành mình mài cái này. Các bạn nhớ trước khi mài các bạn phải đeo kính và bịt khẩu trang cho nó an toàn mắt và đỡ bụi nha các bạn. Cái này làm cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là dễ đâu các bạn. Thank you.
Bây giờ mình sẽ thay phần nữ cắt các bạn. Phần này là nữ cắt gạch các bạn. Mình sẽ thay vào để mình mài. Mình mài vào, bắt đầu vào cái chi tiết các bạn. Một xíu nữa mình sẽ dùng cái nhám để mình làm mịn. Rồi sau khi mình đã mài phần thô xong các bạn, mình sẽ dùng giấy nhám. Đây là mình sử dụng giấy nhám này các bạn. Sẽ sử dụng giấy nhám này để mình đánh cho nó mịn các bạn. Mình sẽ dán vào cái miếng này. Đây là cái miếng này các bạn mua ở chợ này, ngoài tiệm vật liệu xây dựng hoặc là điện máy các bạn, điện gia dụng ấy, thì nó bán 10.000 một miếng này. Miếng này mình sẽ dùng để mình dán vào. Dán vào cắt làm dùng keo 5 này 2, mình dán vào đây các bạn. Đây miếng mình cũng mình dán này. Dán vào để mình chà. Mình chà thì nó sẽ bóng và mịn các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt mình dán đấy các bạn. Rồi sau khi mình cắt mình dán các bạn, mình dán được cái miếng mút đó vào mình cắn vào máy này, nó sẽ được như vậy các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mình đi mài thô. Và cái phần nền của cái khay ấy, mình sẽ cho nước vào mình mài nha các bạn, cho nó mịn và nó mềm. Chứ không là nó rất là cứng các bạn. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành mình mài cái nền và cái thành mình mài lại cho nó mịn tí. Thank you.
Rồi, đây các bạn, mình đã mài xong rồi các bạn. Mình mài xong cái khay đã mài rồi. Thì ở đây nó có một cái chỗ, cái lỗ này các bạn, nó bị nhỏ xíu này, nó bị lúc mình đổ nó bị bọt khí các bạn. Thì các bạn có thể lấy xi măng các bạn chám lại. Và các bạn muốn chỗ nào mà mịn hơn ấy, thì các bạn có thể cho nước vào, rồi các bạn dùng cái giấy nhám, các bạn dùng tay các bạn xả. Và những vị trí, những cái khe này các bạn, những cái lưỡi mài nó không tới á, thì mình sẽ dùng cái giấy nhám, dùng tay để mình xả lại, nó cũng rất là nhanh các bạn, không có lâu. Đây là cái cách làm mà khay nó mài bằng bê tông các bạn. Cái cách làm này thì nó bền nhưng mà nó không được đẹp lắm, tại vì nó quá dày các bạn. Tại bê tông thì mình không thể đổ mỏng được, đổ mỏng thì nó không thể giữ chắc được. Nhưng mà đổ dày thì có cách làm mỏng hơn thì mình làm bằng cái khuôn nhựa đó các bạn, mới chia sẻ rồi. Rồi, đây là cái cách làm mài chi tiết bằng khuôn sắt. Khuôn sắt các bạn, cái này làm bằng xi măng và bê tông với lại đá mài. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.